Thấy chưa? Gần 400 củ anh em ạ. Ngọc Dung Kun chính thức open rồi anh em ơi. Tặng cho anh em 3 cốt tân thủ cực kỳ là hấp dẫn nha anh em. Ngoài ra thì có phiên bản PC, Android và iPhone cho anh em. Tất cả phiên bản thì đều có mod kỳ là xịn sò cho anh em nhá. Anh em bấm góc màn hình bên tay trái là nó sẽ hiện ra mod cho anh em nhá. Nhớ lên ngay ngocdungkun.com để tải và chiến cùng mình nhá. Hello anh em. Thì Ngọc Dung Kun thì cũng đã open được khoảng 3 ngày rồi. Thì hôm nay thì mình lại lạp một củ con nick này để mình có thể là làm bố server nha anh em. Đấy. Hiện tại cái HP của mình thì chỉ mỗi sư phụ cộng thêm bổ huyết là nó cũng được khoảng là 18 triệu rồi anh em ạ. Đó, cộng thêm ngọc rồng 2 sao nha. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ quyết tâm là lạp thêm một củ nữa để mình sẽ gọi là đi đập thêm một set đồ nữa 8 sao cho đệ tử của mình nha. Có một cái vấn đề lưu ý là hiện tại thì anh em nào mà đang bị vàng khóa ấy, tức là anh em đang có vàng khóa trong nick mà anh em nạp thẻ ấy, thì là nó sẽ là bị trùng vàng khóa nha. Đấy, nhưng mà anh em không lo, nếu mà bị cái vấn đề đó anh em cứ liên hệ AD sẽ được hỗ trợ nha. Bây giờ thì mình sẽ gọi là đập đồ luôn anh em ơi. Đấy, anh em thấy không? Mình có một hai món thì nó cũng chưa phải 8 sao thì bây giờ mình sẽ đập lốt nha anh em. Đây là cái quần lưỡng long nhá anh em. Ui. Một phát lên luôn anh em ạ. Sự là mình không nghĩ là nó lại ảo vậy. Wow. Có một số anh em thì sẽ nghĩ rằng là cái đồ 8 sao này tại sao nó lại lên dễ như vậy? Tại vì là mình đập 100 lần một phát nha anh em. 100 lần một phát đấy. Đó, bây giờ mình sẽ đổi thêm thỏi vàng nữa anh em nhé. Đấy, đổi thêm thỏi vàng. Đấy, bấm sử dụng phát là anh em có thể là đổi ra được vàng luôn nha anh em. Đó, tối đa là 100 tỷ nha anh em. Cho nên anh em đập rất đã luôn anh em. Đấy, lên 8 sao thì đập được khoảng chắc phải 5 lần đấy anh em. Nếu mà xịt nha. Wow, lên luôn găng anh em ạ. 8 sao nha, quá là phê luôn. Thì cái link này mình sẽ cho nó full phát 8 sao luôn anh em ạ. Cho nó gọi là nó chất lượng luôn anh em. Đấy. Hiện tại lick của mình thì chưa có set kích hoạt, nhưng mà mình cũng đang úp khoảng 3 lick rồi thì cũng mong nó sẽ ra set kích hoạt để mấy hôm nữa trình diện cho anh em nhá. Rồi, ok anh em. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đập đồ nhá anh em. Đấy, để xíu nữa mình sẽ show thành quả và mình đi thêm cái ngọc rồng sao đen cho anh em mình xem nhá. Hello anh em, hiện tại thì mình đang ở trong cái ngọc sống sao đen rồi. Anh em có thể nhìn thấy là cái set của mình ấy, hình như là nó đang lỗ một tí. Thì mình cũng đang cho anh em xem là với một set 7 sao như thế này thì là lick của mình được bao nhiêu HP anh em ạ. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là chỉ đơn giản là mình dùng set này và mình huyết sáo lên thôi mà mình được một lượng HP, anh em nhìn thấy chưa? Gần 400 củ anh em ạ. À, hơn 400 củ, tức là một rách anh em ạ. À không, một villa, hơn một villa một phát anh em ạ. Quá là đỉnh luôn. Đấy, anh em thấy không? Đây chỉ là một set hơn 7 sao một tí thôi anh em ạ. Nói chung là phát này mình bố game luôn. Tại vì hôm đấy thì mới là ngày thứ 2. Đấy, cho nên là cũng... hôm đấy là ngày thứ nhất. Đấy, cho nên là cũng mấy anh em nhìn thấy mình rén luôn mà. Đấy, được không anh em? Là có một củ mà được làm bố server của ngày đầu tiên thì cũng là trải nghiệm quá là tuyệt vời đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ gọi là ngồi chờ để xem là mình có giành chiến thắng với cái lượng HP như thế này không anh em nhá. Mình đang sợ là không biết là có win không. Wow, vậy là mình đã win rồi anh em ơi. Wow, bang mình thì cũng giành được từ 1 đến 7 sao luôn anh em ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Vậy là HP mình nó cũng lên một lượng rất là cao luôn anh em ơi. Đấy, ăn bổ huyết vào. Wow, 18 triệu nha anh em. 18 triệu vừa lấy là hình như là có 17 triệu thôi đúng không? Đấy. Vậy là cái lượng HP này của mình thì có thể là đi làm các nhiệm vụ rồi. Mình có là đi loanh quanh để xem có cái map nào gọi là vẫn còn không thì mình vào mình làm. Mình gọi là mình đi phá anh em một tí anh em ạ. Nói chung là cái server này mới mở nhưng mà mình thấy là cũng khá là đông nha anh em. Chơi rất là vui luôn anh em ạ. Đấy, ok, thì anh em nào chơi thì có thể vào ngay ngocdungkun.com để tải và chiến cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hiện tại thì mình cũng chưa có bán vàng hay là bán gì cả thì mình cũng đang chiến thôi. Đấy, ok, cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Còn anh em nào mà mới xem live của mình thì nhớ ghé TikTok nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye anh em.